hậu quả của việc để ngáo husky trốn ra ngoài lúc trời mưa và cái kết cười xỉu. Không phải tự nhiên thanh niên husky này bị nhốt ở nhà đâu mọi người ạ. Trời thì đang mưa, cửa vừa mở có 5 giây thôi mà nó đã chuồn cái vèo đi rồi. Chả biết kiếp trước phận làm sen này có nợ nần gì nó không mà đang đắp mặt nạ cũng phải vác dù ra ngoài kiếm nó. Nói kiếm cũng không có đúng, chàng ngáo này đâu có chơi trốn tìm, nó bắt mình phải chơi rượt đuổi mọi người ạ. Trời sinh nó vốn dĩ đã ngáo rồi, còn bù thêm quả bị điếc nữa mới đâu. Con sen kêu nó về từ năn nỉ sang nạt nộ, mà cái mặt nó vẫn trơ trơ ra. Không biết nó có hiểu không nữa, mà có vẻ như trời càng mưa thì cái con mặt giặt này càng dư năng lượng ý mọi người. Rượt từ mưa hết đến hết mưa mới nắm được cái đầu của nó. Và hậu quả của việc lỡ để ngáo husky trốn ra ngoài là trông con sen lấm lem không khác gì cô bé lạ lem cả. Còn thanh niên husky này thì trông vẫn còn hớn hở lắm. Và chắc nó chưa biết điều gì sẽ đến với mình đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.